cô lại thua nữa rồi. Lương tiểu thư tủ lượng tốt lắm, để tôi rót tiếp cho cô. Đâu, chúng ta tiếp tục uống. Tôi không uống nữa. Đừng mà, chúng ta còn chưa phân thắng thua. Lắc cái đầu của anh tôi không chơi nữa. Ôi trời, cô đang định đi đâu vậy? Đi thôi, tránh ra đi. Lên lầu thôi, để tôi dìu cô về nghỉ. Đại ca, vậy còn Tống Gia Quy phải làm sao? Các anh cứ canh chừng ở đây, cô ta không chạy thoát được đâu. Đi thôi, lên lầu tôi xoa bóp cho cô nhé. Chị, hôm nay chị không thoát được rồi. Tên họ Lưu đó muốn ở lại khách sạn Lục Quốc. Là anh ta nói sao? Không phải, vừa nãy em nhìn thấy anh ta đưa Lương tiểu thư lên phòng cho khách rồi. Cái gì? Chuyện xảy ra khi nào vậy? Mới vừa nãy thôi. Mới đi thôi. Để tôi tự đi là được rồi. Cô đi làm việc đi, liệu chị có ổn không? Mấy chuyện này tôi gặp nhiều rồi, cô cứ yên tâm đi, đi đi. Vậy tôi đi đây, bao đi đi. Nào, để tôi từ từ chơi với cô nhé. Tránh ra, chịu tôi đi mà. Anh tránh ra. Lưu Lương Hữu, Lưu Lương Hữu, anh tránh ra ngay. Lưu Lương Hữu, không phải anh tới tìm tôi sao? Không phải là anh tới tìm tôi sao? Đừng chạy. Anh đuổi theo cô ấy làm gì? Tống Nhã Quyên, cô ta về tay tôi tới nơi rồi là bị cô để cho thoát. Cô mau tránh ra cho tôi. Cô ta vốn là như vậy mà, lúc nào cũng ra dáng tiểu thư thôi. Mau tìm cô ta về đây cho tôi. Lưu Gia, không phải anh tới tìm tôi sao? Tôi nhớ anh lắm đấy. Vậy nên tôi vừa về đã liền đến gặp anh ngay rồi. Tống Nhã Quyên, cô cũng trượng nghĩa quá nhỉ. Thế tự làm thì tự chịu có phải không? Lưu Gia, ông làm tôi đau quá. Tôi nói ông nghe, giờ chúng ta xuống dưới uống rượu đi có được không? Uống rượu? Còn muốn qua mặt tôi nữa không? Được lắm, dám lừa tôi à? Hôm nay tôi thành toàn cho cô. Đêm nay tôi thành toàn cho cô. Tôi la lên bây giờ đó. Có giỏi thì la lên. Làm sao vậy? Tránh ra đừng đụng vào tôi. Tiểu thư, nào. Thế nào, chiếc xe mới này có thoải mái không? Hàng nhập khẩu của Đức đấy. Anh cười cái gì mà cười? Anh à, anh chê quê mù quá rồi đó. Hàng do Đức sản xuất của người ta là hàng do Đức sản xuất. Anh có biết Đức nằm ở đâu không? Tôi nghe người ta nói ra khỏi thành Bắc Kinh vẫn còn phải đi xa lắm. Vậy Đức và Nhật thì nước nào gần hơn? Chuyện này tôi không có biết. Nhưng mà nghe nói quan hệ giữa Đức và Nhật cũng không tệ đâu. Vậy sau này chúng ta không mua xe của họ nữa. Anh buông tôi ra. Em làm gì vậy? Anh buông tôi ra mau. Anh buông ra đi. Nghe lời tôi, đưa súng cho tôi đi. Anh buông tôi ra. Em làm sao vậy? Kẻ nào ức hiếp em? Được rồi, được rồi.
Được rồi, theo tôi lên xe rồi nói. Anh Tam, cứ ở yên đây, để tôi lên đó được rồi. Tránh ra. Đừng thổi nữa. Có chuyện gì vậy? Anh ta đâu rồi? Tên súc sinh đó đâu rồi? Sao cô lại ở đây? Chơi đi, cứ chơi tiếp đi. Này thì lừa người ta, trong lòng không tự tính toán, bây giờ thành thật luôn rồi. Đồ tiện nhân. Thì tôi vốn là một ả tiện nhân mà. Tam gia, chuyện có gì đâu mà anh thấy lạ chứ? Súng đâu? Đưa cho tôi. Cất cái thứ đó của anh đi đi. Anh tưởng anh có súng đủ độc ác thì có thể đấu lại người ta sao? Nguyên tử à, hôm nay cảm ơn chị nhiều lắm. Nếu không giờ có chị, em xin lỗi. Chị đi giày vào đi. Cô cảm ơn tôi làm gì? Tôi là một ả tiện nhân mà. Trời sinh tôi ra để làm cái này rồi. Đợi đã. Chị, quá xa. Chị vẫn còn sao? Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tam gia đi một mình sao? Uống với tôi một ly đi. Được rồi. Anh Tam, tôi tiểu tử đó chạy lâu rồi. Hôm nay đừng để tôi tóm được hắn. Sao hôm nay tôi lại không thấy chị mình vậy? Cậu tìm cô ta làm gì? Chỉ là chị tôi mà. Cô ta có dạy cậu được thứ gì tốt lành không? Đi thôi. Đi thôi. Chị à, có chuyện gì? Em có gì đâu mà lạ chứ. Phụ nữ
Sớm muộn gì cũng có ngày này thôi. Không phải đâu. Nhưng bà em, em thực sự không ngờ, không ngờ tôi vẫn còn trinh sao? Có phải cô nghĩ loại người giống như tôi trời sinh đã là gái điếm được không? Không có. Em không có ý đó. Em không hề có ý đó. Cho dù cô có ý đó thì cũng không sao. Tôi vốn là một ả gái điếm mà. Ai bảo tôi sinh ra ở hẻm Bắc Đại chứ? Trời sinh số đã ti tiện, không làm gái điếm thì làm gì được đây? Không đúng. Con người ai cũng bình đẳng cả mà. Bình đẳng ư? Đây chỉ là những lời mà đám người giàu các cô đi học rồi về nói nhảm với nhau mà thôi. Những người như chúng tôi đến cơ hội đi học cũng còn không có. Tôi khuyên cô nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tốt xấu gì cô cũng đường đường là một lương gia đại tiểu thư, là một sinh viên đại học. Ở lại những nơi như vậy cũng không phải chuyện hay gì đâu. Có một câu nói như thế này: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở bên người như chúng tôi lâu ngày, sớm muộn gì cũng bị nhiễm phèn mà thôi. Chị đừng nói như vậy mà. Đi, cô đi đi. Chị à, chị à, chị đừng có hút nữa mà. Chị đừng như vậy mà. Điền Tam Lâm, anh ta mắng tôi là đồ tiện nhân. Người khác ai cũng có thể mắng tôi là tiện nhân, nhưng anh ta dựa vào đâu mà mắng tôi chứ? Tôi cũng không muốn làm gái đâu. Mới 10 tuổi tôi đã không còn cha mẹ. Anh ta độc ác thật đấy. Bao nhiêu năm nay tôi đi gạt người, giả làm gái điếm, còn không phải vì muốn kiếm miếng ăn thôi sao? Tôi chỉ muốn nuôi em trai tôi khôn lớn thôi. Điền Tam Lâm dựa vào đâu mà mắng tôi tiện nhân chứ? Bao nhiêu năm nay chưa từng có người đàn ông nào có được tôi cả. Tôi không phải là gái điếm. Tôi không phải. Em xin lỗi, đều tại em hại chị. Đều tại em đã hại chị. Cô cút đi, em sai rồi. Tôi không cần cô thương hại tôi, cô cút đi. Cô đừng giả vờ từ bi lương thiện ở đây. Chị đánh em đi. Chị đánh em đi mà. Chị đánh em đi. Em sai rồi được không? Chị đánh em đi. Là em đã sai rồi. Em sai rồi. Cô có biết cảm giác ăn bữa nay không biết có bữa mai hay không? Bao nhiêu năm nay Tống Giả Nguyên tôi cho dù có sắp chết đói, tôi cũng chưa từng bán đứng chính bản thân mình. Tôi chưa từng. Tôi chưa từng phải bán bản thân của mình. Chưa từng bán thân. Tôi chưa từng làm chuyện đó. Chị Nguyên à, chị đừng như vậy mà. Chị đừng như vậy có được không? Em xin chị đấy. Buông tôi ra, đừng mà.
Buông tôi ra. Chị đừng mà. Đừng như vậy được không? Chị đừng như vậy mà được không? Chị không thể chết. Chị chết rồi, vậy em trai chị phải làm sao? Chị chưa biết cảm giác mất đi người thân là thế nào đâu, đúng không? Tiểu Chí, Tiểu Chí, kẻ đáng chết không phải là chị. Huh?